Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ dẫn anh chị đi xem qua showroom vòng với em và xem hiện tại ở Toyota Bắc Ninh đang trưng bày những dòng xe gì. Thì trước mắt chúng ta đây là Fortuner phiên bản hai cầu dầu thường có giá niêm yết là 1 tỷ 388 triệu. Fortuner thì tháng 10 này đang có cái chương trình giảm giá tương đối tốt và dự kiến thị trường từ nay đến cuối năm sẽ nóng lên. Phiên bản này thì nó đầy đủ công tắc xe đi sen K360, đèn LED và máy 2.8 dầu, thì anh chị có thể tự tin đi bất kỳ địa hình nào ở Việt Nam. Bên cạnh thì có bản 2.5 quy của Camry, giá niêm yết là 1 tỷ 235 triệu. Cái chính sách bán hàng của bên em thì nó thay đổi theo từng loại xe và từng thời điểm, từng dòng xe, từng bản xe và từng thời điểm, nên là nếu anh chị nào có muốn em báo giá hay là giới thiệu về dòng xe nào cụ thể hơn thì sẽ inbox giúp em hoặc là gọi giúp em qua cái số điện thoại em để trên hotline. Trước mặt chúng ta đây thì là bản e CVT có giá niêm yết là 531 triệu. Thì trước này được bên em là trưng bày đã bao gồm một số cái phụ kiện như là ốp đèn, ốp thân, và đặc biệt là bản này đã được độ lên smart key, có thể kết nối và đề nổ trên điện thoại, ốp bậc lên xuống. Fortuner thì sau khi để Accent và vượt qua doanh số một vài tháng thì một số chính sách bán hàng để kích thích hỗ trợ khách hàng thì Vios đã giữ vững doanh số của 2 tháng gần nhất, top 1 thị trường về xe sedan hạng B. Tiếp theo là chiếc Toyota Wigo. Wigo thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và là chiếc xe phân khúc hạng A tiết kiệm. Sau nhiều đợt cải tiến thì hiện tại ngoại hình của Wigo đã rất đẹp rồi, khỏe khoắn, và đặc biệt là màu cam này thì được chị em rất thích và nó xinh. Còn bên cạnh đây là một chiếc Vios bản GS, bản đặc biệt, bản thể thao của Toyota và được sản xuất có phiên bản giới hạn. Hiện tại ở trên thị trường Bắc Ninh thì có duy nhất một chiếc Toyota GS. Em sẽ cho anh chị giới thiệu anh chị một chút về nội thất và ngoại thất của chiếc này. Nhiều khách hàng đến showroom mà ngỡ ngàng tại sao là Vios lại đẹp như thế này, thì em giới thiệu đây là Vios bản GS có giá niêm yết là 630 triệu. Mình sẽ xem một chút về ngoại thất. Có ghế da lộn, lưỡi chuyển số trên vô lăng cũng vẫn là máy 1.5. Bên cạnh thì sẽ là chiếc xe Toyota Rush cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo và có giá niêm yết là 634 triệu. Chiếc xe này là chiếc xe 7 chỗ, được nếu mà nhà gia đình nào mà có cái nhu cầu đi xe 7 chỗ và tài chính chỉ rơi vào khoảng độ hơn 600 thì chiếc xe này là lựa chọn hoàn hảo. Có đèn LED, có đề nổ start stop và ngoại hình của chiếc này thì rất khỏe, rất thể thao. Để điểm qua một chút về ngoại hình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến chiếc xe cuối cùng là chiếc Fortuner bản một cầu số sàn có giá niêm yết là 995 triệu. Fortuner này hiện tại bản 2021 thì có đến 7 phiên bản, nên là nếu em giới thiệu trong một khuôn khổ một video giới thiệu nhanh về các dòng xe đang trưng bày thì nó sẽ không thể cụ thể được các dòng
nên là anh chị nào muốn tham khảo thêm về dòng Furner thì liên hệ giúp em qua số hotline, em sẽ tư vấn cho chị cụ thể hơn về phiên bản. Có 5 phiên bản răng xăng sản xuất trong nước và hai phiên bản có 5 phiên bản dầu sản xuất trong nước và hai phiên bản xăng nhập khẩu. Thì nói về chiếc xe số sàn này thì cái lượng khách đối tượng khách hàng sẽ hướng đến là thường là anh em chạy công ty hoặc là có kinh doanh về xe, thì em sẽ điểm qua một số cái chính sách để trả góp cho tất cả dòng xe của Toyota. Bên em hỗ trợ trả góp xe vay là tối đa là 80% hoặc là 90% tùy theo cái mức chứng minh tài chính của anh chị, và trả góp tối đa trong vòng 7 năm. Lãi suất thì nó cũng dao động trong khoảng 7,5% cho đến 10% một năm tùy theo cái mức tài chính. Nếu mà anh chị quan tâm hơn về về trả góp thì có thể gọi giúp em qua số hotline, thì tùy theo cái mức tài chính của gia đình mình thì em sẽ tư vấn cho những cái gói làm sao nó phù hợp nhất. Vừa rồi thì em đã điểm qua một số cái chiếc xe đang trưng bày tại Toyota Bắc Ninh. Nếu anh chị nào muốn em giới thiệu thêm về chiếc nào hoặc là muốn xem chiếc xe nào để nó phù hợp với cả cái nhu cầu của gia đình mình thì có thể gọi giúp em, thì em sẽ lấy xe trưng bày quay clip cho anh chị để xem xe. Xin cảm ơn anh chị và các bạn.